Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách xài silicone mà lỡ dở như thế này nè, sẽ không bị chết, chúng ta có thể được xài được nhiều lần. Mà không biết cách này á thì các bạn hay bỏ quăng quăng tứ tung đó, thì nó sẽ làm cho nó chết đi. Như vậy sẽ rất là phí nha các bạn nha. Một chai silicone này á thì nó cũng tầm 5 đến 60 ngàn một chai, rất là mắc. Để có thể tận dụng lại, không để cho nó bị chết qua những ngày tháng, thì mình có một cái cách như thế này. Có nhiều anh em không biết đâu, nhưng mà có nhiều anh em thì chuyên nghiệp hơn, có lẽ là họ sẽ biết. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn những anh em, những bạn nào mà không biết á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đó nha. Rồi, thì những chai silicone mà lỡ dở như thế này nè các bạn, thì các bạn khi các bạn xài hết rồi á, đây khi các bạn xài hết á, thì có nhiều bạn á là hay bịt đầu ở đây lại, đúng không? Hay bịt đầu đây lại, rồi dặn lại như thế này, đó, dùng miếng cái bọc á, dùng cái bọc nó bịch trong đó lại, xong rồi đẩy cái vòi này lại, thì như vậy á, thì nó cũng ok đi. Nhưng mà nếu các bạn chỉ có một cái vòi như thế này á, các bạn bịch ở trong đây thôi á, thì sau này các bạn lấy ra xài á, thì cái phần đầu vòi này nè các bạn, nó sẽ bị khô cứng đi ha. Thì ở lượng silicone ngay đây nè, nó dày đặc ngay đây nè, đó, nó khô cứng đi thì nó sẽ rất khó lấy ra ha, đó, rất là khó lấy ra, cho nên nó là chúng ta phải sử dụng cái vòi khác. Hoặc là nếu các bạn có biết nào đó, các bạn biết cách lấy ra thì nó sẽ sử dụng lại được ha. Nhưng mà cách của mình á thì không cần phải làm bịch ngay đó ha, các bạn không cần phải, sau này nó khô cứng các bạn không cần phải lấy ra, ở trong đây luôn ha. Thì mình sẽ có một cái mẹ như thế này, thì các bạn xài xong hết ở cái phần đầu này, các bạn chỉ cần sử dụng một cuộn băng keo như thế này ha, đây là băng keo điện đó, các bạn bịch như quấn vòng 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 như thế này cho mình. Đó. Rồi. Đó. Như vậy là nó sẽ kín hơn lại nha các bạn nha. Dù cho các bạn có để khoảng tầm nửa năm. Đó. Khoảng tầm nửa năm cho đến gần một năm đi chăng nữa thì nó cũng không có bị khô cứng được các bạn. Dưới điều kiện là các bạn cũng không được để cái chai silicone này trực tiếp ở ngoài nắng, hoặc bạn để gần chỗ nào nóng cũng không được nha, nhiệt độ cao cũng không được. Các bạn sau khi bích lại như thế này, băng keo lại như thế này, rồi các bạn sẽ để vào trong tủ hoặc là trong cái thùng nào đó, đó, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao, thì các bạn có thể xài được cho đến cái gần cả năm luôn các bạn nha. Dù các bạn xài ít thì các bạn cũng vẫn có thể xài được cả năm. Đó, thì đây là một cách chia sẻ đến những bạn nào, những anh em nào mà mới xài silicone chưa biết ha. Còn nếu những thầy thợ này kia biết rồi thì mình không nói nha. Những thầy thợ họ biết rồi cho nên những cách này rất là đơn giản đối với họ thôi. Rồi những bạn nào mà mới xài silicone mua về để bắn kiến rồi này nọ nè mà tận dụng lại được á, thì đây là cách chia sẻ này đến cho các bạn nha. Đó, cách này rất là hữu dụng, mình đã sử dụng như vậy rất là nhiều lần rồi, cho nên bây giờ mình chia sẻ đến các bạn. Rồi, video của mình chia sẻ đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thì phát triển các bạn nhé. Và cũng đừng quên bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video mới của mình ra hàng ngày để gửi đến cho các bạn nha.